điều bắt buộc phải nhớ khi chọn tuổi đồng thổ làm nhà Canh Tý 2020. Việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi đồng thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam, thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả muốn biết năm 2020 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào đồng thổ thì cát, xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà năm 2020. Phong thủy may mắn đã liên hệ với các thầy phong thủy lão làng trong ngành về việc xây nhà năm 2020. Được sự tư vấn tận tình của các thầy, hôm nay Phong Thủy may mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng làm nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2020. Mời các bạn theo dõi nhé! Về tổng quan năm 2020 ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây nhà, cần đặc biệt lưu ý những điều sau. Năm 2020, ngũ hoàng lưu niên tại hướng đông cùng trận, vì vậy phương này đi tính bạch nghi động, cấm tuyệt đối khai sơn lập hướng tu phương. Năm 2020, tam sát lưu niên tại hướng nam cung ly tỵ ngọ mùi, lưu nguyệt tại bắc cung khảm hợi tý sửu, vì vậy tại hướng bắc cấm kỵ động thổ hoặc tu tạo sửa chữa. Vì tam sát từ trái sang phải phân ba cung, kiếp sát phạm nhằm chủ bị ăn cướp mất cắp hoặc gặp sự bị thương đau, tài sát phạm nhằm chủ có bệnh hoạn, tuế sát phạm nhằm con cháu trong nhà hay bị thương tật, ngay cả súc vật cũng bị ảnh hưởng. Năm 2020, thái tuế tại cung Tý và cung xung tuế phá tại cung ngọ, phương ngọ là tọa bất khả hưng đạo, phạm nhằm chủ tốn tài, sự vận hại trạch trường, tuy nhiên tọa Tý hướng ngọ thì lại cát. Năm 2020, sao lực sĩ, thiên tử, hộ vệ ngự lâm quân tại cung Cấn, Đông Bắc. Cung này bất nghi hưng tạo trong năm Tý, phạm nhằm chủ sinh ra nhiều chứng ôn tập. Năm 2020, tuế hình tại cung Mão, nhị hắc tại hướng nam cung Ly, bệnh phù tại cung Hợi. Vậy theo lưu niên, vận thế năm 2020 Canh Tý cát hung từng hướng nhà như sau. Hướng bắc gồm ba sơn nhâm tý quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại tý hướng chính thái tuế nên phạm vào thái tuế. Nhà tọa ngọ hướng tý, tọa nam hướng bắc, phạm tam sát. Tam sát tại tỵ ngọ mùi, hơn nữa hướng bắc năm 2020 Canh Tý sao tam bích đáo đến. Tam bích là sao xấu đang ở cuối hạ nguyên vận tám. Hướng bắc ngũ hành thuộc thủy, tam bích ngục hành thuộc hướng bắc ngũ hành thuộc thủy, tam bích ngục hành thuộc mộc, thủy mộc tương sinh. Vì vậy nên xấu càng thêm xấu, bởi thế nên những nhà tọa nam hướng bắc tuyệt đối không động thổ xây mới bất kể bạn tuổi gì, nếu không sẽ lãnh đủ khí xấu của thái tuế và tam bích hung hoạn khó lường. Hướng nam gồm ba sơn bính ngọ đinh 157,5 đến 202,5 độ, phạm tuế phá sơn đinh, một tài sơn đinh 187,5 đến 202,5 độ, phạm mộ long biến sơn đinh 187,5 đến 202,5 độ, phạm mộ long biến sơn đinh 187,5 đến 202,5 độ, phạm mộ long biến vận tuyệt đối không xây mới hay sửa chữa. Nên sơn đinh nếu làm thì chọn tháng nhật nguyệt đáo sơn, chọn làm vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Nhà tọa ngọ hướng tý cấm kỵ động thổ xây mới, tuy nhiên những nhà thuộc sơn bính ngọ từ 157,5 đến 187,5 độ xây mới năm này thì lại đại cát. Chúng ta nên xây mới vào những tháng vượng, tháng riêng, tháng 2, tháng 4,
tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch. Những nhà hướng Bính, Ngọ nếu có sửa chữa nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ là cát. Hướng Đông gồm ba sơn Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên mộc khắc thổ, nhưng nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hướng tây gồm ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ năm 2020 canh tí cửu tử đáo đến. Cửu tử ngũ hành thuộc hỏa đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Hơn nữa ba sơn này phạm mộ long biến vận, tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới chọn tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 10 âm lịch để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ năm 2020 Bát Bạch tài tinh đáo đến. Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Tuy nhiên, sơn Càn và sơn Hợi từ 307,5 đến 337,5 độ phạm mộ long biến vận sát. Nếu muốn xây thì hai sơn này chọn tháng 4 nhật nguyệt đáo sơn sẽ làm được. Còn sơn Tuất 29,2,5 đến 307,5 độ xây mới vào tháng 4, tháng 6, tháng 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi sẽ làm cát. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ năm canh tí 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch, nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ năm 2020 canh tí sau lục bạch đáo đến. Lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Hơn nữa năm 2020 Đông Nam vạn tam sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa nhà tọa Tây Bắc hướng Đông Nam. Trong trường hợp bắt buộc phải làm, anh chị nên tham khảo các chuyên gia phong thủy của Phong Thủy May Mắn để được tư vấn chi tiết. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ năm 2020 sau từ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cao cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Mùi 202,5 độ đến 217,5 độ phạm vào tam sát nên sơn Mùi tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Các sơn Khôn, Thân nếu xây mới chọn tháng Vượng, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi sẽ là rất cát. Trên đây, Phong Thủy May Mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán về xây mới và sửa chữa các hướng nhà năm 2020. Tổng hợp lại, năm 2020 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay sửa chữa, đó là hướng Bắc, hướng Đông. Hướng Nam thì xây đại cát, các hướng còn lại nếu chọn năm tháng, ngày, giờ tốt xây mới hay sửa chữa cũng là rất cát lành.
việc xây nhà và lựa chọn thời điểm xây là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không, chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline 0989349119. Trên đây, Phong Thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán về việc xây mới và sửa chữa các hướng nhà năm 2020. Tổng hợp lại, năm 2020 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay sửa chữa, đó là hướng Bắc, hướng Đông. Hướng Nam thì xây đại cát. Còn các hướng còn lại, nếu chọn năm tháng, ngày giờ tốt, xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm